Tìm nó hả? Nè, Dư, ở chỗ quảng trường Đại Phong Đức. Ôi. Ê. Anh làm tôi đau đó. Trời đã, cái gì vậy? Sao anh lại bắt tôi? Thôi, buông ra, buông tôi ra coi. Buông ra. Xuống giúp con trước đã. Dốc đi. Dạ được. Im miệng. Im miệng đi. Đợi đã. Khoan đã, con sợ. Đi lên xe rồi nói. Đưa tôi đi đâu hả? Phụ tôi ra. Dừng lại ngay. Phụ tôi ra. Tôi chuyện gì vậy? Lát nữa con nói sao? Chạy đi. Con chạy đi. Đưa tôi đi đâu hả? Im. Tôi mới vừa ra tù. Tôi không có làm gì sai hết. Tôi không muốn vào đó đâu. Im lặng. Im lặng đi. Cô bình tĩnh lại trước đi. Cô im lặng. Cô bảo đảm được cô sao đâu. Cô im lặng đi. Im lặng. Im miệng. Xe chú sạch đâu? Thằng Đai, cậu ta ở trên xe đó. Lái xe đuổi theo ngay. Mau. Dạ được. Ra đường lớn rồi quẹo trái đi. Im. Này, người của chú nói là anh ông đã gọi điện cho cảnh sát, nói là sẽ truy cứu trách nhiệm của con. Con hãy tạm trốn đi một thời gian đi rồi tính, vì chú không biết là họ sẽ làm gì nếu như bắt được con ngay lúc này. Cho chú thêm chút thời gian đi, để chú có thể liên hệ với người của chú kiểm soát cục diện trước có được không? Dốc, cậu có biết ai có thể đưa Nai trốn đi ngay được không? Tôi trả bằng mọi giá. Tôi đưa anh đi trốn. Thì bây giờ chúng ta cũng đã cùng hội cùng thuyền rồi còn gì. Tôi chẳng đứng về phe các người. Chú thử nghĩ kỹ đi. Nếu mà kẻ địch của chú bắt được tôi, sau đó họ sẽ hỏi tôi là hai người đang ở đâu. Nếu tôi nói là tôi không biết, thì họ có tin người từng ngồi tù như tôi không chứ? Vậy cô tính đi đâu? Nhà tôi ở Chiên Rai. Nơi đó rất hẻo lánh và yên tĩnh, nên không ai biết chuyện gì đâu. Nếu như chú đồng ý thì tôi chỉ muốn lấy 200.000 bạc mà thôi. Nhưng phải trả trước 100.000 vì chúng tôi cần lộ phí mà. Còn 100.000 còn lại để xong việc rồi trả cũng được. Đồng ý chứ? Không đồng ý. Chú à, không thể tin người phụ nữ này được. Chúng ta hết cách rồi Nai à. Nhưng chú à, nếu bà A Nông nhìn thấy cô ta trong camera ở khách sạn thì cũng sẽ tìm ra nhà cô ta thôi. Chuyện đó không cần lo. Chú rất thân với ông chủ khách sạn này, cứ giao chuyện này cho chú đi. Có chiếc xe đen đang bấm đuôi. Mau tăng tốc đuổi theo đó đi.
gian nghỉ nữa đâu. Hai người phải quyết định nhanh lên. Chiếc xe màu đen đâm bám đuôi. Mau tăng tốc đuổi theo đó đi. Dạ. Đây. Họ bị kẹt ở trong đó. Đuổi theo. Mau. Dạ. Theo. Mau. Mau lên. Dạ. Đuổi theo đi, mau lên. Dạ. Có chuyện gì? Tôi là người của cậu Đê. Cậu Đê đã kêu tôi phải đưa cậu Nai đi ngay bây giờ. Nai không có ở trên xe. Nè, mở cửa xe ra. Có ai không? Điêu. Tôi xin lỗi. Cũng như cô gái này đi. Nghe lời chú. Dốc. Dừng sau chiếc taxi kia. Chiếc phía trước đó. Mở cửa xe đó tài xế nhường đường. Sau đó chạy chen vào. Dừng. Nữa đây. Hãy đứng xuống xe đi. Đúng bên cạnh chiếc xe van kìa, mau lên. Trốn xuống dưới bên cạnh chiếc xe van đó. Xin lỗi nha. Tôi đã lạc hướng bọn chúng rồi. Đi xuống đi mau lên. Dù gặp Mai thì phải cẩn thận. Nhớ gọi điện cho chú đó. Dạ chú. Nghe cho rõ đi. Họ lái xe tới khu vực đó nên chỗ xuống xe chắc chắn là không xa. Phải tìm cho được. Thành Nai. Tiếp theo làm sao? Tôi có cách rồi. Tôi sẽ đếm từ 1 tới 3. Anh đi theo tôi nha. Một. Hai. Ba. Đi. Anh ổn chứ? Để chế độ trung chưa? Được rồi, anh phải giữ bình tĩnh. Đừng nói gì, trật tự, yên lặng, không nói gì.
Alo, có chuyện gì vậy anh Choi? Chưa có túi đựng khăn tắm hả? Ồ, chắc là tôi quên đem lên rồi. Để ở đằng sau cốp xe, để tôi ra sau lấy lên cho anh nha. Nếu bị bắt, họ sẽ giao cho cảnh sát đó. Này đi. Dạ dạ, tôi đợi ở cửa hàng anh Choi để lấy bộ đồ. 9 giờ tối mới về. Không thành vấn đề. Tôi thấy kế hoạch này không ổn. Kêu để ở đây tới 9 giờ tối không được. Ừ, tôi cũng thấy như vậy. Ra khỏi đây trước đi. Rồi nghĩ coi tiếp theo nên làm gì. Cô định làm gì vậy? Tôi phải cởi áo ra để che cái này đó. Ô, chúng ta cứ vậy mà đi hả? Nè, không cần, cứ để vậy cũng được. Đưa tay ra đi. Xòe tay. Hả? Xòe tay. Cô đúng là đồ ngu. Sao để Nai lấy dễ dàng như vậy? Là Nai đã lừa con thưa mẹ. Anh ấy nói là tới để chúc mừng hạnh phúc của con. Đừng để tôi tìm được chứng cứ chứng minh là cô tự nguyện để cho Nai tới gần mình. Nếu không thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Mẹ ơi, tìm được nó chưa? Không tìm được. Nhưng mà con cử người của con đi tìm rồi. Frau, em bị làm sao vậy? Sao lại khóc chứ? Frau. Không có gì đâu. Chỉ là đau lòng vì bị Nai lấy đi sợi dây chuyền thôi. Đi rửa mặt đi, rồi tới nơi tổ chức hôn lễ. Tôi không muốn để khách mời thắc mắc sao buổi lễ lại muộn như vậy. Không được nói chuyện này cho ai biết. Tôi không muốn để phóng viên biết cho tới khi nào tôi bắt được thằng Nai. Mẹ à, vậy nếu như có người hỏi tại sao? Cứ nói với họ là mẹ đổi ý không cho đeo, sợ không được an toàn. Dạ. Em không sao chứ? Không sao rồi, không sao rồi. Không sao rồi. Sao vậy? Bọn họ đuổi tới rồi kia kìa. Chiếc xe đó trốn mau. Siêu thị mini Kim Canh. Ngồi xuống đã.
Tôi nghĩ chắc là bây giờ an toàn rồi. Nhưng giờ chúng ta không thể đi liền được. Đợi trời tối rồi hẳn đi. Còn trốn tạm ở đây vậy. Trả lại sợi dây chuyền đi. Em xin anh đó. Nè, giờ cô nói thử coi, cô đưa tôi tới làng biên giới bằng cách nào? Vẫn chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra? Chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra mà thôi. Rồi tôi sẽ sớm nghĩ ra mà. Cho tôi ít thời gian đi. Nè anh, sao anh lại có thái độ giận dữ như vậy? Dù có kế hoạch thì cũng phải chuẩn bị mới được chứ. Nếu mà không làm theo kế hoạch thì cũng như không thôi. Biết chứ? Nè, cô bị sao vậy? Tôi nói mấy câu có tới mức phải khóc vậy không? Ngày đầu tiên mà tôi được ra tù, cuộc đời tôi đã không diễn ra đúng kế hoạch rồi. Như vậy thì không phải một chút đâu. Ồ, nếu theo kế hoạch thì chắc bây giờ cô đang ở bên gia đình cô, bạn bè hoặc là bạn trai cô. Tôi chẳng có gì, không có ai hết. Nhưng tính ra cũng tốt, khi tôi vô tình gặp phải anh, lại phải đưa anh trốn tới một làng biên giới. Không thì cuộc đời tôi sau khi ra tù chắc sẽ rối tung rối mù. Nghỉ ngơi đi, còn phải đi đường dài đó. Nè, nếu cô mít ước vậy á thì cô cứ trút hết nỗi buồn của cô ra đi. Cuộc đời còn rất dài để đi mà. Chỉ là một ngày thôi mà, rồi ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Ê, bực mình quá đi. Đi tìm lâu vậy mà vẫn chưa thấy. Bây giờ còn tìm nữa hả anh? Cậu hỏi tôi chuyện đó để làm gì? Tôi cũng đang cố nghĩ đây. Có tìm như vậy
thì đừng để tìm thấy. Nè cô, trời tối rồi. Nè. Rốt cuộc cô đã trải qua những gì vậy? Anh định làm gì? Hồi nãy tôi thấy có con muỗi nó đốt mặt. Tối rồi à? Mình tiếp tục lên đường đi. Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Chúng ta phải mua một chiếc xe, sau đó lái lên làng biên giới. Mua xe? Tôi biết ở gần chỗ này có một tiệm chuyên bán xe cũ. Mình sẽ mua xe bằng tiền mặt. Đi thôi, đi. Đi thôi. Ừ. Ngân hàng Krung Sri. Một trăm nghìn bạc. Đưa đây, để phòng cô bỏ trốn. Nè, tôi bỏ trốn kiểu gì? Tay vẫn còn đang bị còng đi nè. Cho dù bây giờ cô có bị mất hết cả tay chân thì tôi cũng không tin cô đâu. Đưa tiền đây, đưa đây, đưa tiền đây. Ôi, ôi. Anh đừng buông tôi. Anh đừng buông tôi. Đưa đây. Đưa tiền đây. Thôi, biết rồi, buông, 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 buông. Là chỗ này, công ty mua bán xe đã qua sử dụng. Ôi, tiệm đã đóng cửa rồi. Em còn nhớ chị không? Hồi trước chị với anh Bon có tới đây để ủng hộ đó. Anh Bon nào? Thì Bon cái người hơi cao cao đó. Chị về nghỉ cho kỹ đó nha. Nghỉ đi rồi mai vòng lại. Giờ chị muốn mua xe. Ừ. À, dạ được. Dạ được. À, ông chủ nói 70 ngàn đó chị. Chốt luôn. Được rồi, 70 ngàn. Làm phiền em lấy chìa khóa xe giùm chị ha. Làm cái gì vậy? Tại sao lại dừng xe hả? Nếu bọn chúng muốn chạy trốn thì cần có xe. Anh không thấy gara kia sao? Đó là gara xe, không phải là chỗ bán xe. Gara sửa xe bình thường đóng cửa muộn như vậy sao anh? Không cần đâu, tốn thời gian. Đi, đi luôn đi, đi. Nhưng mà người lái xe là em mà. Nè, nè Điêu. Anh, có xe chờ đây. Mau trốn đi thôi. Chết Điêu. Ừ, sao cậu lại nghĩ hắn đang ở đây chứ hả? Chúng ta vào xe một chút có mất mát gì đâu anh. Anh, bọn họ đang tới khu văn phòng kia. Anh định làm gì vậy? Họ đi rồi. Đêm tới bà, cô đi theo tôi nha. 1, 2, 3, đi.
không phận sự miễn giảm. Cháu lên bà, cháu vô màu dao. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhẹ. Tôi bỏ ra, không được hét lên nghe chưa. Ê, bỏ ra, anh chị là cướp hả? Khóa xe. Khóa xe. Khóa xe. Nè, bọn chị không phải cướp. Hai tên ở ngoài kia mới là cướp. Tập trung nè, chị nói cho em nghe nha. Thực ra bọn chị đang bị bọn chủ nợ đuổi theo sau để đòi nợ đó. Hơn nữa chúng rất độc ác. Chúng mà biết bọn chị đã gặp những ai và được ai giúp, bọn chúng sẽ giết chết hết. Ê, không liên quan tới tôi. Im đi. Nếu em nói là chưa từng gặp anh chị thì chúng không thể nào biết được đâu. Hiểu chưa hả? Mở cửa ra. Ra ngoài. Rồi nói là chưa từng gặp tụi anh. Phải thật bình tĩnh. Đi đi. Mong ra đi. Mong. Xin chào quý khách. Xin chào. Tiệm chúng tôi tới giờ đóng cửa rồi. Từng gặp người đàn ông này chưa? Đi cùng với một người phụ nữ nữa. Chưa gặp bao giờ. Cậu chắc chắn đó chứ? Chắc chắn mà. Nhưng mà tiệm chúng tôi đã tới giờ đóng cửa. Ngày mai các anh lại tới nghe. Tôi phải đóng cửa liền đây. Phiền các anh lui ra một chút. Xin lỗi nghe. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Hẹn gặp lại. Làm gì vậy? Cảm ơn em nha. Vào đi. Ôi. Anh chị đi mau đi. Cảm ơn, đi đường cẩn thận. Bảo vệ, mở rào chắn đi. Ờ, tới luôn, tới luôn. Đi đường cẩn thận nha. Sao dừng lại? Ơi, súng! Súng! Anh! Súng! À! Ông cứu thương! Ông! Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Tới mức phải nổ súng giết người vậy hả? Cô không cần lo. Nếu chưa cần thiết thì không nổ súng đâu. Như thế nào mới tính là cần thiết đây? Là khi chúng phát hiện chúng ta nhưng lại không đuổi theo kịp. Chúng sẽ không tha chúng ta đâu. Hả? Đuổi tới rồi kìa. Mau lên, mau lên. Mau, mau. Cô, nhìn giúp tôi, tàu hỏa lái từ hướng nào tới? Hả? Nhìn giúp tôi tàu hỏa lái từ hướng nào tới, đằng trước hay đằng sau? Tàu hỏa tới từ hướng đằng kia. Cô bấm cho chắc vô nha. Tàu hỏa. Anh định làm gì vậy?
Ê, chết tiệt mà. Sao mà cậu giảm dữ vậy? Chúng ta bị chúng gắt đuôi rồi, bây giờ phải làm sao đây? Em nhớ số xe của họ rồi. Tốt. Cô sao vậy? Tôi không thở được. Bình tĩnh, tôi nghĩ chúng ta nên xuống xe trước. Nè cô bình tĩnh lại đi đã. Hít một hơi sâu, hít vào thật sâu, hít vào thật là sâu, đến tới 100, giữ bình tĩnh, cố gắng lên. Rồi 19, 20, 21, 22. Cô đếm tiếp đi, tôi đi lấy nước cho. 29, 30. Nước đây. Ba. Nè, uống chút đi. Đỡ hơn chưa? Tôi thở được rồi, cảm ơn. Nè, còn cần gì không? Cũng may là tôi đã mua ít đồ ăn ở chỗ xưởng sửa xe. Cậu ấy cho rất nhiều. Ăn gì? Sữa đặc Mali. Có luôn sữa đặc và chuối nữa hả? Tôi thích ăn hai cái này lắm đó. Tôi bóc cho. Ăn sữa đặc với chuối à? Chưa ăn vậy bao giờ à? Ngon dễ sợ luôn á. Đồ ngon vô miệng mới thấy có tinh thần hơn chút đó. Chờ chút, cẩn thận đổ ra túi bây giờ. Không đổ được đâu, tiện mang theo lắm, tôi từng để chạy rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Tôi nghĩ hai chúng ta cần phải tìm hiểu nhau cho rõ, để lỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng tiện đề phòng hơn. Cô có muốn tôi biết thêm gì về bản thân cô không? Thì cuộc đời của tôi giống như những gì anh thấy đó. Khi tôi 7 tuổi thì mẹ tôi mất. Từ đó tôi đã sống một mình. Mỗi lần mà trời mưa có sấm chớp, anh có biết là tôi đều rất sợ hãi hay không? Tôi đã phải trốn vào trong tủ, kêu gào người tới cứu nhưng mà không ai nghe thấy. Cũng kể từ lúc đó, mỗi lần bị ai dọa cho sợ hãi tôi đều cảm thấy khó thở.
Vậy còn anh, muốn nói tôi nghe gì không? Không có. Tôi tự hỏi cũng được. Người tên Anh Ông đó là ai vậy? Mẹ kế của tôi. Mẹ kế? Vậy bà ta cho người bắn anh là muốn giết anh sao? Bà ta không quan tâm tới ba anh hả? Ba mẹ tôi qua đời rồi. Vậy cho nên anh nói mình ghét người nói dối là gì? Chuyện này đúng không hả? Đoán giỏi đó. Đương nhiên. Lúc trước khi tôi làm kẻ lừa đảo có nghiên cứu tâm lý học rồi đó. Vậy mới dễ phá bỏ tâm lý người mình muốn lừa chứ. Nhưng tôi lại không thể nhìn thấu người bên cạnh. Chính tôi lại bị lừa. Bị bạn trai cắm sừng. Trong lúc tôi đang ngồi tù, tôi không đã động gì tới anh ấy. Anh ấy cũng hứa với tôi là sẽ mua một căn nhà và sẽ chờ tôi được ra tù. Chúng tôi sẽ kết hôn, cùng xây dựng mái ấm. Vì vậy tôi mới cố gắng thật tốt để được ra tù sớm hơn. Nhưng lại phát hiện ra anh ta đã phản bội tôi, lấy vợ rồi sinh con. Là tôi hại cô bị bắt vào tù, nên cô cứ oán hận tôi, đã hủy hoại đời cô. Khi đó đầu óc tôi đang hỗn loạn, nhưng giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi. Tôi biết rõ thật ra chuyện này không liên quan gì tới anh hết. Còn người ta, chỉ cần muốn ngoại tình thì người ta sẽ ngoại tình thôi. Nhưng vừa nãy, lúc anh xông qua rào chắn xe lửa, tôi mới hiểu được rằng con người phải tiếp tục phấn đấu. Chỉ cần tôi quyết tâm làm chuyện gì đó thì không có gì ngăn cản được tôi. Dù cho là tôi cô độc một mình, nhưng tôi vẫn phải nỗ lực. Chôm chân, cố lên. Nè nè. Mà nè, anh không cổ vũ tinh thần cho tôi một chút được hả? Được thôi, nhưng chúng ta phải cùng nhau hôn, được không hả? Cũng được. Rồi. Đứng dậy. Tôi đếm 1, 2, 3 rồi cùng hô lớn nha. Rồi. 1, 2, 3. Chân chân, cố lên. Ăn không? Ăn cùng cô vậy. Phải ăn với sữa đậm mới ngon chứ.
của mi mê đắm lấy trái. Mi khỏi ai chờ xứ khai sơ khôn rọt. Khởi chờ khăm gỗ hộp mát mái. Dương Chánh! Cố lên! Cố lên!